Tại huyện An Phú, tiếp xúc với cử tri xã Đa Phước, Vĩnh Trường và thị trấn An Phú, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang ghi nhận ý kiến của cử tri về giá điện, xây dựng cụm tuyến dân cư cho đồng bào dân tộc Chăm, xây dựng kè khu vực sạt lở để nhanh tiến độ xây dựng cầu Châu Đốc qua Châu Phong, thị xã Tân Châu, vân vân. Các ý kiến thuộc thẩm quyền được đại biểu Quốc hội giải đáp thỏa đáng, đồng thời ghi nhận tổng hợp những kiến nghị để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm cơ sở để có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội.